Kính gửi lời chào đến toàn thể các bác. Lời đầu tiên thì cho em Ngọc Anh xin kính chúc các bác có thật nhiều sức khỏe và quay trở lại với một video của kênh. Ngày hôm nay thì sẽ giới thiệu cho các bác về những mẫu cạm kiềng, bẫy chuột, bẫy chồn, hay các bác có thể sử dụng đi bẫy mèo rừng. Ba cái mẫu nhỏ nhất nhưng mà các bác sử dụng rất là phổ biến. Thì đầu tiên đó là mẫu cạm 14, chính là một trong những mẫu cạm mà các bác sử dụng đi bẫy chồn và các bác mua nhiều nhất. Và đặc biệt thì có ác ở Quảng Bình, đây là những mẫu cạm kiềng mà bên em gửi đi cho các bác rất nhiều. Các bác có thể nhìn thấy số lượng mà em đang giải ra ở trước cửa nhà và đang chuẩn bị đóng gói đi gửi đi cho toàn thể các bác. Đấy, đây là một đơn hàng trong ngày. Thì bác chuyên mua về. Thứ nhất là các bác vừa sử dụng, thứ hai là các bác để lại cho anh em. Khi mua một lần, các bác gom lại số lượng như thế này, giá nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Thì cũng rất là mong các bác hãy liên kết cùng nhau và mua cùng một đơn hàng, thì để bên em được gửi cho các bác cái giá tốt nhất, để các bác sử dụng đi đánh kinh tế sẽ đạt hiệu quả hơn và cái chi phí nó sẽ thấp đi. Đấy, một người thì kinh doanh online như bọn em làm kinh tế, một người thì các bác sử dụng những chiếc cạm như này để các bác đi bẫy cũng là làm kinh tế thôi. Thì mong rằng là cả hai bên đều có lợi. Thì đây là một chút chia sẻ nho nhỏ, đây là các bác có thể gom hàng lại cùng nhau, các bác mấy anh em cùng mua với nhau, giá nó sẽ rẻ đi và các bác vẫn mua được đủ số lượng và chất lượng như nhau nhé các bác nhé. Đây là mẫu cạm 14 thì các bác có thể nhìn thấy này, em đã lên thử một chiếc ở đây rồi. Đây là chiếc bàn tôn mà bên em cũng đã làm sẵn. Một trong những cái mẫu cạm kiềng mà các bác có thể đánh được từ 1 cân đến 8 kg. Đánh được cả chuột nhé các bác nhé. Chuột lớn là các bác đánh được này. Các bác có thể quấn rẻ vào răng. Rất nhiều clip mà em chia sẻ các bác cái cách mà các bác có thể sử dụng rẻ để quấn vào răng như thế nào. Rất là nhanh và đơn giản. Thì các bác có thể bẫy được thú nhỏ đấy, hoặc là như chồn hôi, chồn bạc má là các bác có thể sử dụng được. Và đặc biệt thì cái mẫu này em thấy các bác khách quen, các bác sử dụng để đi bẫy chồn, bẫy mèo với độ tầm 7-8 cân là các bác đánh được đều đấy, các bác ở trong rừng mà. Và đấy cũng là mẫu cạm kiềng mà các bác có thể sử dụng bẫy chồn, bẫy mèo cái tầm 7-8 cân là rất là phổ biến, rất nhiều nha các bác nhé. Thì bên em có cung cấp cho các bác bản đạp đây. Đây là những chiếc bàn đạp này. Đây là những chiếc bàn đạp mà bên em đang cung cấp này. Đấy, làm sẵn như thế này, về các bác chỉ việc gài thôi, các bác không cần phải mua tôn, không cần phải cắt hay là đục đẽo gì nữa cả. Bàn đạp bàn bên em làm cũng rất chắc chắn như này, các bác nhìn này, bằng tôn nhá, tôn rất là dày. Đấy, làm cực kỳ chắc chắn, về các bác chỉ việc chơi thôi. Còn nếu mà bác nào tỉ mỉ hơn, các bác có thể mua những chiếc cạm, bên em có kèm theo những chiếc lẫy như thế này, về các bác có thể tự chế theo ý của các bác này. Mỗi một chiếc cạm thì sẽ kèm theo một chiếc lẫy. Đây là bên em gọi là lẫy hay các bác còn gọi là khóa cạm. Thì bên em sẽ gửi đến cho các bác đến tận nhà, tận tay. Khi mà các bác mua hàng thì bên em sẽ cung cấp cho các bác số lượng từ 10 chiếc. 10 chiếc trở lên. Đấy, và khi các bác mua càng nhiều giá nó sẽ càng rẻ. Mua 30 chiếc bên em sẽ miễn ship. 50 chiếc sẽ cho các bác một chút ưu đãi và 100 chiếc thì bên em sẽ giảm giá thành cho các bác. Đấy. Còn đây tiếp tục sẽ giới thiệu với các bác đó là mẫu cạm 12. Đây chính là mẫu cạm 12 này. Mẫu này thì thường thì em thấy các bác cũng hay sử dụng, đặc biệt là các bác ở Nghệ An và các bác ở Quảng Bình. Mẫu này các bác có thể đánh chồn hôi, chồn bạc má tầm 4 kg là các bác đánh được nhá. Đây là mẫu 12. Đây, các bác nhìn này. Đấy. Mẫu này bên em cũng có kèm theo bàn, nếu mà các bác có yêu cầu là bên em cũng sẽ làm theo bàn cho các bác. Đấy. Đây là mẫu 12 cm. Và các bác nhớ nhé, đo là phải đo theo chiều ngang như thế này. Từ đầu này sang đầu này nó sẽ đủ 12. À, chiều dọc, chiều ngang này sẽ là 10 cm thôi. Nên là các bác phải đo hết ra viền đầu bên này sang đầu bên này sẽ đủ 12. Vì sao em phải chi tiết như vậy? Vì cũng có một bác nhầm lẫn khi mà mua cạm như này. Cũng có thể là bác chơi lần đầu hoặc là cái cách gọi của các bác nó khác. Đấy, các bác bảo là mẫu 14 nên là mẫu 12 của bên em. Đấy, thì đây là các bác nhìn này. Nếu mà các bác đo ở trong lòng này thôi nhá, đo trong lòng này thôi, cũng vẫn đo theo chiều dọc thì nó chỉ đủ 12 cm thôi. Các bác phải đo hết ra viền này, nó sẽ đủ 14 cm. Đấy, nên là các bác đừng nhầm lẫn, bởi vì mẫu 12 nhìn nó rất là nhỏ. Các bác nhìn này, nó khác hẳn nhau. Đây là mẫu 14 với mẫu 12. Mẫu này cân lên chỉ được 1 lạng thôi, mẫu này nó gần 2 lạng cơ. Đấy là cái cách phân biệt. Các bác đừng nhầm lẫn nhé. Và tiếp tục, đó là mẫu cạm cuối cùng muốn giới thiệu cho các bác trong clip này. Đó là mẫu cạm 9 cm. Đây chính là mẫu cạm 9. Một trong những cái sản phẩm dành cho các bác đi bẫy chuột.
đặc biệt là các bác miền Tây, các bác chưa biết đến cái hình thức là mẫu cạn kiềng này, thì thông qua clip này các bác mà đã được tìm hiểu và được xem thì đây là một trong những cái mẫu cạn mà kiềng để các bác sử dụng đi bẫy chồn. À quên, xin lỗi các bác, bẫy này, cái này là bẫy chuột, rất là ưng ý các bác ạ. Đấy, các bác chỉ cần đặt vào lối đi lại thôi và chi phí các bác bỏ ra rất là rẻ. Các bác có thể đặt dưới mương cũng được, dưới nước cũng được. Đấy, đầm lầy các bác, sình lầy các bác có thể đặt được hết với cái mẫu cạn này. Đấy, nó rất là đa di năng, nó không như những cái mẫu lồng. Mẫu lồng bẫy thì các bác đặt là các bác phải đặt có thế đặt thì mới đặt được. Nhưng còn những chiếc cạn kiềng là các bác có thể đặt bất cứ địa hình nào. Đấy, giá thì rất là rẻ, có 8.000 đồng thôi. Đấy, mẫu 12 mà không có bàn là 13. Mẫu 14 có bàn như thế này là 18. Bên em đã cung cấp cho các bác đầy đủ về thông tin và giá cả. Bác nào có nhu cầu hãy alo trực tiếp cho em để được đặt hàng một cách nhanh nhất nhé. Và chân thành cảm ơn toàn thể các bác đã cố gắng ủng hộ em và theo dõi em giờ phút này. Rất là mong rằng các bác hãy ủng hộ em tiếp trong những video clip tiếp theo nữa. Các bác nhớ đừng quên hãy ấn nút đăng ký kênh để các bác có thể tiếp tục theo dõi và nhận những thông báo mới nhất từ bên em. Và hẹn gặp lại các bác trong video clip sau nhé.